Cho vay nhanh gọn, không cần thế chấp là những quảng cáo đang xuất hiện nhiều tại các con hẻm tại thành phố Hải Phòng. Chỉ cần gọi cho dây quảng cáo là vay được, chỉ cần 90 triệu khoảng 10 triệu đóng trong 40 ngày là thành 12 triệu. Như vậy với khoản vay 10 triệu sau 40 ngày đã phải trả thêm 2 triệu tiền lãi. Tính ra lãi trung bình vào khoảng 0,5% một ngày, tương đương 180% một năm, cao gấp gần 20 lần tiền vay ngân hàng. Vay đơn giản, nhưng hậu quả để lại thì rất nặng nề. Đây là những hình ảnh được camera ghi lại. Những đối tượng cho vay nặng lãi đang tìm cách gây sức ép đến con nợ. Cho cô khất nuôi lại ít ngày nữa nhé, rồi có gì nếu... Ít ngày là bao nhiêu ngày? Tao nói trước. Cô bán được nhà rồi, cô giải quyết cho cháu một món. Tao đến nhà mày, tao bóp cổ cả vợ đến chồng mày, cả con mày. Đặc biệt, có một nhóm đối tượng khác đã lôi kéo được nhiều người tham gia vào đường dây cho vay nặng lãi bằng cách lập ra nhiều tài khoản ảo trên Facebook. Mức lãi suất mà nhóm này đưa ra cao ngất ngưỡng, thậm chí lên đến trên 5.000% một năm. Tuy nhiên, vì thiếu tiền, nhiều người vẫn phải chấp nhận vay. Điển hình có một phụ nữ đã vay 50 triệu đồng nhưng bị siết nợ lên tới 1,3 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 tháng. Cô này là người nổi tiếng thì không muốn để cái hình ảnh của mình xấu. Cái lợi dụng cái việc ấy thì các đối tượng là cứ bám giết lấy cô ấy và cứ cho vay và lãi suất cứ đẻ ra và cứ khống chế, cho nên cô không thể thoát ra khỏi cái vòng. Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo các cái lực lượng chuyên môn đi sâu vào quản lý và nắm các cái ổ nhóm có cái biểu hiện cho vay tín dụng đen, giải quyết dứt điểm một số các cái ổ nhóm đối tượng. Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng kể trên đã cho vay với lãi suất 100.000 một triệu một ngày. Với 50 triệu lỡ vay của các đối tượng thì con nợ phải trả riêng tiền lãi suất hàng tháng đã lên đến 150 triệu đồng. Khi con nợ không có đủ khả năng trả, các đối tượng bắt con nợ phải vay tiền của một người đã được chỉ định để trả nợ với lãi suất cao hơn. Cứ như vậy, con nợ đã rơi vào một vòng tròn nợ luẩn quẩn do các đối tượng đã lập nên để trả các khoản nợ và các khoản phạt.